Vâng, và sau đây chúng ta sẽ cùng quay trở lại sân bóng đá Bê Văn Cấm ở sân thi đấu số 2 để cùng theo dõi cặp đấu giữa U3 giữa hai đội bóng. Đó chính là U3 Everton và U3 Tottenham. Và trước mắt chúng ta là những thủ tục chờ sân của cả hai đội bóng. Vẫn sẽ là Quang Khang dứt điểm ngay. Bóng đã đi vọt xa trong cú sút vừa rồi của Quang Khang. Cùng theo dõi là đường bóng vừa rồi mà Quang Khang cũng đã ngẫm nghĩ rất kỹ để đưa ra một cú sút. Một quyết định đã được đưa ra. Bóng đã nằm gọn trong đôi tay của thủ thành Trấn Hưng. À, sẽ chỉ cơ có vào. Và trong hiệp thi đấu thứ hai này thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi những bàn thắng sẽ đến cho đội bóng nào trước đây. Cơ hội không bầu. Và chắc chắn rằng trong hiệp thi đấu thứ hai này thì cả hai đội chắc sẽ có những sự thay thế và nhận sự cơ hội không bầu. Được chuyền ngang đến từ vị trí của Phúc Nguyên. Bóng về chân dành cho các cầu thủ áo trắng và cũng đã có bàn thắng do các cầu thủ bên phía U13 Tottenham. Và hãy cùng theo dõi là bàn thắng vừa rồi của Trấn Khang. Một mình xử lý qua được vị trí của ông Quang Khang và đưa ra một pha dứt điểm. Từ kia đến từ vị trí của Hoàng Quân. Màn đáp trả của các cầu thủ bên phía U13 Everton. Có thể nói đó là những sự lên bóng rất tốt và đặc biệt là cầu thủ Mã Nhã số 7 một mình một bóng bên khu vực sân nhà. Thái mình không được. Bóng vẫn còn. Đường chuyền đến từ vị trí của Thiên Long. Hoàng Quân. Cơ hội lên bóng dành cho các cầu thủ bên phía Everton không vào. Trấn Hưng. Và đây là sẽ là Trấn Khang. Khá nguy hiểm trong pha bóng vừa rồi. Phút thi đấu thứ 9 của hiệp thi đấu thứ hai. Đưa bóng dài lên phía trên. Cơ hội. Một pha ra chân bóng đã đi hơi hiền mất rồi. Chỉ cường. Không được. Dứt điểm ngay. Không vào. Rất nhanh. Cơ hội cho các thủ vàng. Không vào. Pha ra chân vừa rồi cũng là tình huống cuối cùng để khép lại trận cầu giữa U13 Tottenham và U13 Everton.